Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phần web nhé. Bạn nào bấm record không? Giờ thầy sẽ giải thích về phần web trước. Mọi người có nghe được chưa nhỉ? Em nghe được rồi ạ. Trước tiên thầy sẽ giải thích về ASP.NET và web form, lịch sử của nó. Sau đó thì ta sẽ đầu mới tìm hiểu dần về các con trâu của nó. Thì trước đây á, khi mà làm việc với web thì cái thời kỳ đầu các cái dòng của .NET này nó ra một cái là ASP, Active Server Page. Thì Active Server Page thực chất là một cái ngôn ngữ để lập trình web ở phía server. Em thấy nó là giống GSP ạ. Đúng rồi, cho phép chúng ta viết các đoạn code vào nhúng vào trong HTML, và chúng ta thấy là nó cũng dùng cái mở ngoặc phần trăm và phần trăm đóng ngoặc giống hết cái code mà chúng ta đã làm ở trong VSP của Java, đúng không? Thì chúng ta có GSP, thì đây là có Active Server Page là ASP. Thì cái này nó cứ khoảng những cái năm đầu năm 2000, khoảng năm 99 2000, thì hầu hết các ứng dụng web ở nước ngoài hay là ở Việt Nam, tức là trên là được phát triển trên cái ASP này rất là nhiều luôn đấy. Và thầy nhớ cái thời kỳ đó thì lúc mà thầy bắt đầu vào học thì cái một ASP này đấy là các thầy suốt ngày đi tìm ra các cái cửa hàng, tức là không có điều kiện để vào internet thì hay ra các cái cửa hàng nó có đĩa, nó được là mua các cái đĩa mà người ta đã download các cái project làm bằng ASP này về, và sau đó là tìm hiểu các cái project đấy để hiểu được là ASP nó hoạt động như thế nào. Thế kỳ này Điều tiếng Anh là thầy. hả? Đĩa ở đĩa tiếng Anh mình đào các cái project từ ở trên mạng về, mà thì của nước ngoài mình đào về thì ở các trang ấy, thì nó mình lấy về thì có rất nhiều những cái kiểu project người ta làm sẵn ấy. Người ta làm cái đầu này mình lấy về mình xem mình tìm hiểu, và cái thời điểm đấy thì code ASP này là thầy code bằng Notepad nhé, code bằng Notepad, sau đó biên dịch bằng câu lệnh, biên dịch bằng câu lệnh. Thực ra thì ASP thì chúng ta viết thẳng ở đây mà chả phải biên dịch, ở trên server chúng ta cài nó tự biên dịch, còn về sau này chúng ta học cái C# này thì bắt đầu mới biên dịch bằng ASP.NET, bắt đầu mới biên dịch bằng câu lệnh. Thì cái ASP này thì nó thực hiện cái flow của nó như thế này, tức là từ trình duyệt ở phía client sẽ truy cập đến một cái web server, và web server ở đây người ta dùng đó là cái IIS. IIS là một cái web server có sẵn ở trên Windows, và đặc biệt là người ta hãy cài cái IIS này ở trên các cái Windows server. Những cái thời kỳ đầu tiên mà thầy làm ấy là sử dụng là Windows NT 4.0, đấy là Windows Server thời kỳ đầu tiên, Windows NT. Về sau này thì nó có Windows Server 2000, Server 2003, Server 2008, 2008. Và bây giờ như có Server 2019. Windows Server dùng trong doanh nghiệp không thầy? Đúng rồi, Windows Server thường dùng ở các doanh nghiệp. Hay các bạn thỉnh thoảng hosting nhé, thì người ta phải dùng Windows Em thử cài trên máy thường nó không chạy được, nó bị Server. dính. Em thử cài trên máy thường nó bị dính cái mã gì như thế. À, tí nữa thầy sẽ hướng dẫn cài luôn trên máy của các bạn, cài trên máy thường bình thường chạy được. Server thầy? Hả? Cái Win Server ạ?
server cũng cài được, cài bình thường, vẫn cài. Trước em cài trên máy ảo nó bị tắc ở cái màn hình nhập cái mã gì thế, Thế may thì thế. là do thì do mình cài chưa đúng. Nhưng cài trên máy ảo thì lại cài bình thường. Thì từ cái lần này nó gửi request đến thì thằng IS này, thì ở trong đó cái thời kỳ mà làm ASP thì trong đó nó có một cái file ASP.dll, và cái ASP này cho phép chúng ta viết bằng ngôn ngữ VB script hoặc JavaScript và tạo thành một file ASP. Sau đó nó có thể thông qua cái ADO ActiveX Data Object ADO. Đây là ADO thường nhé, không phải ADO.NET mà chúng ta mới học hôm trước, mà ADO thường truy cập vào database, sau đó nó lại trả về dữ liệu và cuối cùng trả về cái này. Đấy là ngày trước là làm như vậy. Thế nhưng ASP nó có một vài cái điểm yếu và một cái vấn đề, chính vì thế mà về sau này người ta sẽ chuyển sang ASP.NET. Thì đây là một số những cái lợi ích của ASP này, đó là tự động compile bởi vì nó vẫn ở trên server. Đấy, tạo được trang web động, hỗ trợ chỉ ASCII text thôi browser nhưng mà chưa hỗ trợ lưu code. Đấy, và cũng không truy cập được vào cái mã nguồn, từ client không truy cập được vào mã nguồn mà truy cập được các nội dung của tạo web động. Thì cái thời kỳ đấy á, các bạn biết là gì, vừa mới trải qua là cái HTML là web tĩnh, bây giờ tự nhiên có cái web động thích quá, cho nên là gì, hầu hết các trang web thương mại điện tử làm bằng ASP hết. Và các bạn biết cái trang báo nổi tiếng của mình ở Việt Nam mình là trang gì không? VnExpress, Chính dân xác, chúng hay là trang trang báo điện tử VnExpress nhé, là thời kỳ đầu làm bằng ASP này nhé, làm bằng ASP. Và bây giờ thì họ cũng nâng cấp lên thì cũng là ASP.NET mà thôi. Thì cái báo VnExpress cả một cái thời gian dài là sử dụng ASP. Thì các ASP file là được đặt vào trong các cái ứng dụng web, viết các ASP file ở đây, JavaScript, VBScript. Đấy, kết nối với database trả về dữ liệu. Thế thì cái thời kỳ đầu của ASP các bạn nhìn thấy cái tên đầu tiên của nó là tên là Delaunay, là bản beta. Chưa hiểu tại sao nó đặt tên là Delaunay. Sau đó chuyển sang cái tên là ASP 1.0, rồi đến ASP 2.0. Thì thầy nhớ là cái thời kỳ mà thầy bắt đầu tìm hiểu về ASP này là tìm hiểu ASP 2.0 và cài đặt trên Windows NT 4.0. Cái ngày đó để mà cài đặt được, cấu hình được Hello World để chạy cái ASP này thì thầy phải mua đĩa Windows NT 4.0 này về cài vào cái máy cây Pentium 3. Máy cây Pentium 3 mất một ngày trời mới cài xong được cái Win NT này, không phải những cái Win dễ như bây giờ đâu, cho đĩa vào xong một các kiểu format. Bởi vì ngày trước ấy thì nó có mấy cái định dạng là FAT32 và NTFS, thì Windows NT này nó phải sử dụng cái NTFS, tại lại phải đi mua đĩa mềm về format sang NTFS rồi mới cài được Windows NT. Đấy, xong mới lại cấu hình cho ASP 2.0 chạy. Đấy. Rồi cuối cùng bắt đầu mới đến ASP 3.0 thì dùng cài đặt trên Windows 2000, thì lúc này sướng hơn một chút. Windows 2000 dễ cài hơn Windows NT. Và đến khoảng 2003, 2004 bắt đầu sẽ tìm hiểu về ASP.NET. ASP.NET. Bây giờ thầy vẫn còn một quyển sách về ASP 2.5 và 2.0, nó có bản nữa là giữa 2.5, 2.0 trước khi đến 3. Nhưng mà đến ASP.NET này thì đó nó có một cái nhìn hoàn toàn khác về ASP, cách thức hoạt động của nó. Thằng ASP trước đây chỉ là client side, bây giờ sang ASP.NET này vừa client side vừa server side, mà nó hỗ trợ rất nhiều cái component cho chúng ta phát triển và chạy trên cái đó là framework, chạy trên đó là framework. Thì một số điểm yếu của ASP nó sẽ được khắc phục bởi thằng ASP.NET. Ví dụ như là hiện tại ASP nó chỉ hỗ trợ hai cái ngôn ngữ này, thì sao ASP.NET nó hỗ trợ cả C#,
và có thể một vài ngôn ngữ khác trong đó đấy. ASP là thông dịch đấy, thì thằng ASP.NET nó có cả biên dịch cả thông dịch. ASP đó là một cái nồi lẩu mắm đủ các thứ vào đấy, trộn code với HTML, với text, với ảnh. Thì sang ASP.NET nó đã tách biệt ra, tách biệt ra, nó chia, nó chia cái phần xử lý cái mã nguồn của chúng ta thành ba file. Một file chuyên chỉ có là để presentation, là chỉ có HTML thôi. Một file là chuyên để khai báo các cái thuộc tính của lớp, và một file là chuyên để xử lý các cái phần control, các phần xử lý nghiệp vụ. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái code chỉ cho. Đấy. Còn ở thằng ASP là sử dụng cùng một file, cùng một file, một file.asp, mọi thứ tống hết vào đấy. Còn kia nó ra là ba file. Một file là ASPX, một file là .csap.cs và một file là .design.cs. ASP không sử dụng lại được. No code renew. Thì thằng ASP.NET là code bằng csap hay VB viết vào lớp kế thừa bình thường. ASP thì không có cơ chế debug, tại ASP.NET thì hỗ trợ debug. Và trong ASP thì muốn cài đặt phiên bản mới thì chúng ta phải tắt server đi và cài đặt, phải stop server và cài đặt. Cài đặt xong, nâng cấp xong bắt đầu mới lại bật lên. Như vậy là trang web của chúng ta sẽ phải dừng lại trong cái thời gian mà nó maintain cài đặt. Còn ASP.NET chúng ta cập nhật là chúng ta chỉ cần copy paste, không cần phải mất thời gian. Vậy thì sang ASP.NET chúng ta thấy là strong type hai ngôn ngữ. Paste tăng tốc xử lý, có chơi, có hỗ trợ debug, cung cấp các server control, hỗ trợ sử dụng lại. Đấy. Tách biệt phần HTML và phần code, không cần phải đăng ký các component DOM. ASP lại, vì nó chạy hoàn toàn trên .NET Framework. Đặc điểm của thằng ASP.NET đó là gì? Nó còn cho phép chúng ta có thể ghi nhận lại các cái browser để biết được. Hay bây giờ chúng ta hay có cái khái niệm gọi là responsive design, tức là gì? Nó nhận được browser nào thì nó biết là cần phải hiển thị trên browser đó là như thế nào. Hay nhận được cái thiết bị của chúng ta, người ta gọi là kiểu như là responsive design. Trên Firefox thì hiển thị như thế nào, trên Chrome hiển thị như thế nào, hay là trên IEM hiển thị làm sao. Nó có thể add các chức năng sử dụng cả ngôn ngữ C# và VB.NET. Và nó có cơ chế là server side caching. Thì đó có nghĩa là nó làm cho cái việc tăng tốc truy cập. Đây. Đó. Tăng tốc truy cập. Và đặc biệt nó có hỗ trợ nhiều cái built-in server control cho chúng ta sử dụng, chứ không phải mất công để chúng ta biết. Đấy, thì tí nữa các bạn sẽ thấy là các bạn code cái này rất là nhàn. Không như ngày xưa thầy code tất cả mọi thứ đều viết bằng notepad. Đấy, sau đó là phải bố trí sắp đặt vào từng cái thư mục một, cài đặt như thế nào. Thì ở trong cái ASP.NET nó cũng có cái namespace và cũng được phân cấp namespace bằng cái dấu chấm. Có file global.asx để lưu trữ thêm các cái thông tin về sự kiện. Có thể triển khai dưới dạng web service. Và khi tạo ra một cái project web, chúng ta để ý nó có ba file. Một file là .asp, đây là file presentation. Một file là asp.cs là cái file viết code logic. Và một file designer.cs là để cho phép chúng ta viết các cái khai báo, các cái thành phần trên giao diện. Ví dụ đâu là text box, đâu là button, đâu là radio, kiểu thế. Sẽ khai báo biến ở trên này. Ngoài ra trong một project web thì nó có các cái file như là web.config, global.ajax và assembly.info.cs là để cho phép chúng ta có thể thiết đặt các cái thông tin, các cái cấu hình ở bên trong file này.
ví dụ như các thông tin của project hay là các cái chuỗi kết nối, một số các cái thông tin cơ bản liên quan đến cái dự án, liên quan đến cái server. Đó. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào hướng dẫn các em cách tạo ra một cái project web ở trên Visual Studio. Được chưa? Bây giờ các bạn bật Visual Studio lên. Có chưa? Bật lên chưa? Vâng. Rồi. Thì bây giờ chúng ta vào chọn tạo. À, thôi từ đã. Từ đã. Trước khi sử dụng Visual Studio, thầy hướng dẫn các em cài đặt cái web server, đó là cái IIS. Mọi người đã biết cài chưa? Chưa. Chưa. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cài đặt và cấu hình IIS và tạo thử một cái web server như thế nào nhé. Tạo thử một trang web. Để cài đặt IIS ở trên máy của các bạn, cụ thể là Win 10 đúng không? Thôi, chúng ta dùng Win 10 đúng không? Ai nâng cấp lên Win 11 chưa? Em lên rồi anh, nhưng mà không được gì mới. Ok. Thì chúng ta vào control panel. Em cài nhé, em cài phụ ấy. Ừ, ok. Vào control panel. Chọn program. Các bạn chọn program and feature. Sau đó bật cho thầy cái Windows. Turn on Windows feature lên. Được chưa? Bật turn on Windows feature lên chưa? Rồi. Và bây giờ các bạn kéo xuống, các bạn nhìn thấy có một chỗ là Internet Information Service không? Các bạn tích thành chấm vuông này vào đấy. Tích vào đấy. Vâng. Ok, xong bấm ok đi. Tích vào xong bấm ok để cho nó cài. Sợ cài lâu thế. Nhanh mà. Cài cái đấy nhanh mà. Searching for required files. Được chưa? Chưa? Được rồi ạ. Nó đã applying trên rồi. Thì sau khi mà chúng ta cài đặt xong, các bạn về control panel và chọn cho thầy System and Security và Administrative Tools. Khi này các bạn sẽ thấy có một cái icon, đó là Internet Information Service Manager. Được chưa? Rồi ạ. Thì các bạn click kép vào đấy để chạy. Khi chạy lên các bạn sẽ thấy ở bên này chính là tên của server. Và dưới này có một cái thư mục là size. Của các bạn thì hiện tại chưa có cái size nào đúng không? Vâng. Vâng ạ. Thì lúc này bây giờ giả dụ này có một cái thư mục. Bây giờ các bạn tạo thành một thư mục ở đâu đó.
ví dụ như là lớp mình như là 139 đúng không? 31 rồi ạ. 31. Đó. Ví dụ thầy tạo ra một cái mục demo web. Sau đó trong thư mục demo web này thầy tạo ra một file HTML. Welcome.html. Welcome.html. Bây giờ chúng ta gõ một cái nội dung của HTML vào đây. Thầy lấy tạm một cái nội dung ở trên WP5 ví dụ cái trang này bị sao nhỉ? WP5 đang bị ấy à? Đây là các bạn nhìn thấy WP5 vẫn viết bằng ASP nhé, đúng không? Bị lỗi gì đang bảo trì sao thầy? tôi lấy một cái đoạn từ một cái trang khác, ví dụ như là lấy từ một cái đoạn code bất kỳ gọi là đỡ phải viết thôi. School Thế em gửi trong chat cái ví dụ không thầy? gửi copy để đỡ rồi phải gõ đây, ví dụ như là một cái đoạn đơn giản thế này. Xếp lại bây giờ này, từ đây chúng ta tạo ra một site này, đó kích phải chuột chọn add website, sau đó các bạn đặt tên site ví dụ là welcome, và chúng ta trỏ cái physical path đến cái thư mục mà chúng ta muốn lưu trữ cái nội dung ở trang web của chúng ta. Và một đây, và vào cái chỗ gọi là demo web đó, thì các bạn để ý ở đây chúng ta có byte là giao thức HTTP cho tất cả, tổng là 80. Đấy, chúng ta có thể ok được. Còn nếu sau này mà các bạn có hotname, các bạn có thể đặt hotname ở đây. Mình chưa mua tên miền, chưa ấy, mình chưa đặt. Nếu có tên miền thì chúng ta đặt. Đó. Thì ở đây mình sẽ đặt tổng 80. Các bạn nhìn thấy ở trên này thì có rất nhiều trang trước đó thì tạo nhưng mà đều cổng khác. Bây giờ thầy để cổng mặc định 80. Thì những cái chỗ nào mà 80 khác nó phải đóng đi. Thì lúc này cái welcome này đã được start và chúng ta có thể truy cập. Nhưng mà vấn đề là từ cái web này thì cái browser của khách ấy, khi truy cập vào đây thì không phải là chưa được authenticate để vào cái thư mục, là demo web. Và chúng ta phải set quyền, các bạn kích phải vào đây, các bạn edit permission, trên này security, và chúng ta đưa vào add một cái quyền cho everyone, everyone. Thì cái everyone này mình sẽ để cho quyền là đọc và execute và lead folder. Chúng ta chỉ cho đọc thôi, không cho ghi,
cho Duy. Đấy, apply lại. Ok. Sau đó các bạn vào đây các bạn browse để nó chạy trên trình duyệt. Các bạn có thể browse đấy cũng được hoặc là vào trình duyệt gõ được. Thì chúng ta gõ vào local thì search đến là cái welcome.html. Vừa đấy xét quyền xong mình phải restart lại đã. Thì khi restart lại chúng ta sẽ chọn vào đây welcome.html. Các bạn thấy nó ra được cái nội dung đây không? Hello cần hot. Thì giống với lại chúng ta làm ở trên GSP trên Java web ấy, là chúng ta dùng cái web server là gì? Apache đúng không? Đúng không? Vâng. Thì ở đây chúng ta đang dùng là IIS. Được chưa? Chúng ta đang dùng là IIS. Đấy. Thì đây, thầy đây, ví dụ đây là HTML nhé. Đây là HTML. Bây giờ như vậy các bạn thấy là IIS đã chạy được chưa? Các bạn chạy được IIS chưa? Tôi rồi. Ok. Để sẽ xóa bớt. Đó. Thì như vậy chúng ta đã cấu hình được một cái website. Thì thực ra nó còn nhiều cái thông tin nữa như là thông tin cho cấu hình global globalization hay là các cái page euro hay là .NET compile rồi authorize nhiều thứ lắm đó. Đây để các bạn nhìn thấy nó có rất nhiều thứ nữa ở trên IIS và ASP nhé. Này, cho trang cho IIS này, cho ASP này. Nhưng mà cái đấy chúng ta sẽ tìm hiểu sau, bởi vì đây cái thuộc phạm vi triển khai server. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tạo một project web. Thì các bạn chọn create a new project. Một template. Sau đó các bạn chọn Windows này, C# này, Windows này, chọn web này. Và chúng ta sẽ làm cái phần ASP web application của .NET Framework. Nhé, yeah, chọn cái này. Các bạn có này không? Đã có. Rồi, chúng ta chọn đấy. Đấy, và trở vào cái thư mục cần lưu trữ. À, ví dụ chúng ta demo web app sẽ đặt tên là demo web app. Các bạn có thể chọn cái .NET Framework để mình sử dụng. Đó. Và chúng ta bấm create. Thì lúc này các bạn nhìn ở đây, hiện tại thì cái phần này mình chưa download các cái template về nhiều cho nên nó chỉ có một cái phần là empty. Còn nếu sau này các bạn download được template về thì nó sẽ có. Thì lúc này chúng ta có thể chọn empty, dùng empty trước. Bạn có thể cấu hình cho HTTPS nào đó tùy. Yeah. Và chúng ta tạo. Thì cái này là mình chưa cài cái template cho nó chỉ có phần empty thôi. Thì sau khi các bạn tạo xong thì nó tạo cho chúng ta một project và có cái solution ở đây. Hiện tại solution này chưa có một trang nào cả.
Và đây nó bảo là kết nối đến các cái web service gì thì tạm thời mình chưa chưa sử dụng. Đáng lên. Bây giờ chúng ta tạo một trang đầu tiên. Các bạn kích phải chuột vào project, chọn add. Và chúng ta chọn new item. Từ đây chúng ta sẽ chọn một cái là web form. Web form. Và chúng ta đặt là default. Thì cái trang này là trang mặc định là chấm ASP. Thì ASP.NET nó sẽ dùng là ASPX đuôi mở rộng. Đấy thì các bạn nhìn ở đây, sau khi mà chúng ta tạo xong thì nó tạo ra một cái trang là default.asp và các bạn nhìn thấy nó có 3 file đi kèm. Thành ra 3 file đúng không? 3 file. File asp này, các bạn nhìn thấy chỉ có code HTML. File designer này để chúng ta khai báo ra các biến. Và file asp.exe này là chúng ta viết code. Bây giờ các bạn nhìn thấy ở trên cái trang SPX thì chúng ta nhìn thấy có hai cái tab, ba cái tab. Một là design, hai là source. Tức là chúng ta nhìn vào source là chúng ta code hoặc chúng ta design chúng ta kéo thẻ. Thì ví dụ ở đây các bạn nhìn thấy thầy chọn design để kéo thẻ thì nó có rất nhiều các control ở bên này. Ví dụ thầy đưa vào đây một cái tag và đặt cái nhãn cho cái tag này là nhập tên đầy đủ. Đó. À, thầy đưa vào đây một cái ô text box. Đó. À, để nhập tên. Đó. Sau xuống dưới này, thầy đưa vào đây một cái button. Dưới này lại đưa một cái label. Thì ví dụ ở đây button này để đưa vào đây là click. Khi bấm vào cái button này thì thầy sẽ xin chào cái đồng chí này. Đấy, sau khi nhập tên xong thì thầy sẽ để là xin chào cái đồng chí này nhé. Ví dụ thế. Thì các bạn thấy là vừa đấy thì kéo vào đây một cái label này, một cái text box này, một cái button này, một cái label nữa này, là hai cái label, có bốn con component. Thì chúng ta nhìn ở trong cái file designer này, nó sẽ khai báo bốn cái biến này. Label 1 này, text box này, button này, label 2, bốn biến. Đúng chưa? Bốn cái biến này. Và bên ASP này chúng ta nhìn thấy cái source của nó HTML sẽ khai báo ra bốn cái thẻ label này, text box này, button này và một cái label này. Đúng chưa? Ở phần code này đã có cái gì chưa? Ở phần code này chưa có gì cả. Bây giờ thầy bắt sự kiện này, thầy bắt sự kiện này. Khi mà thầy click kép vào button thì các bạn nhìn thấy khi click kép vào đấy, thực ra là ở bên cái phần ASP này nó có cái button này, nó đã thêm cho thầy một cái on click là cái sự kiện cho cái thẻ button này. Có nghĩa là khi click vào cái button này thì cái này nó giống với lại thằng HTML form, nó có cái thẻ gì input tài bằng button đấy. Thì khi mà click vào cái button này, ID là button 1 này, thì nó sẽ gọi đến cái hàm là button 1 click. Hàm đấy được viết ở đâu? Đây. Button 1 click. Và cái này các học, các bạn học phần delegate rồi đúng không? Giờ nó là delegate đến đây. Đấy. Delegate đến đây. Đây trong user là button 1.
Như vậy là khi click vào kia thì nó delegate đến cái button 1 này, cũng có hai cái là object và event này. Đúng chưa? Các anh hình dung như này không? Tại đây này, thầy lấy cái nội dung ở cái level 1, à, ở cái textbox 1 đấy, cộng với chữ xin chào nữa và gán vào textbox 2, level 2. Chúng ta viết đơn giản thôi. Level 2 chấm text bằng xin chào bạn cộng với lại textbox 1 chấm text để cho tấn trụ upper case luôn. Đó, đơn giản. Và lúc này này, sau khi làm xong thầy thực hiện build build project. Build project. Sau khi build xong đấy, thì cái project của chúng ta là demo web app. Đây. Đúng không? Cũng làm ở đây. Vậy bây giờ ở trên cái web này, giả sử welcome này, thầy sẽ không trỏ vào cái demo web ở trên này nữa mà chuyển sang demo web. Vậy chúng ta sửa, click phải chuột, chọn manage website, advanced setting, và chúng ta đổi cái này. Đấy, đổi sang cái mục kia. Là một và demo web app. Đó, đổi sang. Ok. Sau khi đổi sang thì sang thư mục đấy rồi, chúng ta lại phải set lại quyền cho thư mục đấy. Để cho vào thư mục đấy. Add every one change name. Ok. Đấy, có ba cái. Apply. Ok. Ok. Sau đó chúng ta chạy vào đây. Chúng ta row đến web và cái trang này của chúng ta sẽ là before.asvx. À, mình restart lại vì mình vừa xét quyền lại, restart lại. Phải default demo app. Ok, quyền security everyone. Ok rồi, stop. ES, hình như cái này nó không cho chạy trên 3.5. Các config Windows. Chạy trên 4.
Ok, vừa lấy cái Blender Framework 3.5, cái bản này nó cho chạy chạy trên 4. Đấy thì các bạn nhìn thấy nó ra trang này đúng không? Ra chưa nhỉ? Mọi người đổi cho thầy. Muốn đổi cho cái project này nó chạy trên cái Blender Framework khác, các bạn kích phải chuột chọn Property. Thì chỗ này cái target framework các bạn chọn lại cái framework cao hơn. Với 3.5 mới control này nó không chạy. Compile ở 4.7. Authent với 51. Được chưa? Alo. Các bạn chạy được chưa? Alo, bảo. Đang làm theo thầy đấy, chạy rồi ạ. Mọi người chạy được hết chưa? Vâng ạ. Đấy, thì khi chạy lên đến đây các bạn nhập vào ví dụ như là Nguyễn Văn Hùng, bấm click nó ra xin chào Nguyễn Văn Hùng nhỉ. Thì đấy là cái cách chúng ta chạy bằng việc là chúng ta triển khai nó lên cái ES. Ngoài ra thì bản thân cái thằng Visual Studio này nó cũng có thể tự triển khai trên một cái server ảo. Nên khi các bạn bấm vào đây các bạn chạy luôn này. Đấy, các bạn chọn trình duyệt ở đây này. Và các bạn bấm vào đây chạy. Thì nó cũng sẽ chạy lên cho các bạn. Nhưng nó sẽ sử dụng một cái là server ảo, web server ảo. Đấy, các bạn nhìn ở đây cổng này. 44361. Nó không phải là cái thằng IS này nhé, không phải chạy trong này đâu. Mà nó chạy bằng một cái web server ảo. Mọi người hiểu ý không? Đấy. Và khi các bạn đi thi á, thì các bạn cũng không cần phải cấu hình cái IS, bởi vì các bạn chỉ cần làm ở trên web server ảo này, thì bởi vì là chấm là khi chấm thì các thầy cô cũng chấm ở trên cái web server ảo này chứ cũng không cài IS để mà chạy từng bài một của các bạn được. Mọi người hình dung không? Mọi người hiểu ý không? Có không thầy ạ? Hả? Chạy được chưa? Ô, cái lớp này hỏi thấy im lặng. Bật hết cam lên cho tôi xem nào, có những ai đang học Được chưa Thanh ơi? chạy được chưa Rồi ạ. Rồi ạ. rồi thế ạ. Ừ. Ở trên quên công cách. Rồi đấy, thì chúng ta thấy là như vậy, là khi này chúng ta có thể thiết kế các cái trang nhé. Thì ví dụ bây giờ các bạn mở ra làm thử cho thầy mấy cái thiết kế đơn giản thôi, tạo ra thử trang web để tạo ra ví dụ như là đấy, design này. Các bạn nhìn thấy bên này có rất nhiều các control như là checkbox, drop down các thứ. Vậy thì từ đây có thể kết nối được database không? Có thể kết nối được database không? Đấy, ví dụ kết nối database nhé. Hôm trước chúng ta đã học ado.net rồi đúng không? Thì các bạn chọn một cái view để hiển thị chẳng hạn. Đấy, giả sử chúng ta muốn chọn một cái view hiển thị, chúng ta có thể dùng cái phần chỗ data, chúng ta chọn data grid view. Grid view này chẳng hạn. Đấy, sẽ đưa vào đây một cái grid view. Và bây giờ thì sẽ kết nối đến database. Đấy. Các bạn có thể chọn data source, tạo new data source. Và chúng ta sử dụng SQL database. Database. Đó.
người ta đặt tên để nó tạo ra một cái biến. Ok, lúc này nó sẽ tạo kết nối. Ví dụ như hôm trước mình làm với lại cái buy store vẫn còn, thì bấm vào đây buy store. Đấy, kết nối đây, rồi kết nối đây, tên đây, và xếp vào một cái buy store collection string. Bây giờ chúng ta chọn bảng, ví dụ bảng product thì hiển thị ra product name, đúng không? Rồi là model, price, thì ba cái này. Đây. Đấy, tag query. Thì tag query ở đây các bạn thấy là select product name, product. Syntax bị lỗi gì? Select product name phải Modernia phải list from product không cần. Đấy. Ok. Đấy, thì khi này chúng ta chạy cái product nó không có. À thì biết rồi. Vì trong cái database này của chúng ta hình như là cái product nó là cái production.product. Mình sẽ sửa lại cái chỗ kết nối đây. Data source. Thì cái query này mình sửa lại. Đó là select product name, product model year derived from cái bảng. Bảng là đó là production.product. Production. Để chạy lại. Sao nó báo là không có cái này. Thì cấu hình lại vậy. Tạo lại chuỗi kết nối. Tạo lại chuỗi kết nối. NA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Database name, buy stock, tag collection, ok, ok, next, next, chọn tạo, product, name, model, price, next, test, lại báo lỗi nhỉ. Tôi đăng. Bảng khác sẽ không được. Bảng brand. Param. Sao lại không kết nối được vậy? À,
ở đây mình đã kết nối thành công rồi. Kết nối thành công thì nó mới trỏ ra được các cái bảng này. Sao mẹ đã mẹ bán rồi không được. Để mình thiếu thư viện data này. Chả thiếu data cho SQL column có. Các bạn có bị cái lỗi này? Nó có đấy. Đấy. Cái database kia làm sao ạ? Như cái database kia thì chắc không trước thì dạy SQL có biết trích gửi cái gì. Các bạn thử một cái database khác. Được không? Các bạn có database nào khác không? Thử bằng một cái database khác. Đấy, finish. Thì lúc này khi chúng ta chạy này, các bạn sẽ thấy nó có dữ liệu rồi. Đấy. Các bạn nhìn thấy lấy ra được dữ liệu chưa? Đó, đơn giản lắm. Thế thì hôm nay giới thiệu các bạn gọi là một chút về gọi là ASP như vậy thôi. Và tất nhiên là nó còn dài lắm. Chúng ta sẽ có cả tuần sau để chúng ta tìm hiểu về về phần web này nữa. Thì bây giờ các bạn làm thử cho thầy một bài đơn giản thôi. Bài đơn giản thôi. Đó là trong cái database này của các bạn. Trong database các bạn thiết kế một cái bảng là bảng user,
có username và password. Sau đó các bạn viết một cái trang đăng nhập, tạo một trang đăng nhập. Và các bạn điền username và password ở trên trang đăng nhập. Sau đó nó sẽ query vào database nếu như tồn tại cái username và password đấy đúng ở trong cái database, trong cái bảng user ấy, thì các bạn sẽ cho đăng nhập thành công và chuyển sang một cái trang nào đó. Còn nếu mà nó không tồn tại trong database hoặc là mật khẩu sai thì các bạn báo rằng là đăng nhập không thành công, lỗi do username hoặc mật khẩu sai. Được không? Em thử database khác được ạ, chắc là kia bị lỗi. Cái database kia chắc là nó do nó phân cấp bị lỗi nhá. Mình dùng, mình tạo được. Bây giờ mình tạo một cái bảng, một cái database khác, tạo cho thầy một bảng gồm có hai trường cơ bản thôi, đó là username và password. Sau đó các bạn làm sao kết nối được, tạo một cái trang gồm có hai, một cái form thôi, đơn giản là form đăng nhập, gồm có một cái text để nhập username, một cái text để nhập password và một cái button login. Khi các bạn bấm vào nút login thì nó sẽ chuyển cái username và password đấy vào cái câu lệnh select để query vào database á. Và nếu như mà nó tồn tại thì có nghĩa là tồn tại username và password đúng thì có nghĩa là đăng nhập thành công. Còn nếu mà không đúng thì là không đăng nhập thành công. Mọi người hiểu không? Nào bây giờ làm như thế này.